một trong những cái subtle mindset blocks mà tất cả mọi người ở đây hầu hết đều đang có. Đấy là nếu mà bạn vẫn còn đang tìm tất cả những cái công thức, tất cả những cái khóa học, tất cả những cái câu chuyện, tất cả những cái YouTube clip hay những cái video hay những cái nhóm học tiếp theo chỉ để có được cái nhẫn ấy thì bên trong cơ thể của bạn đang không tin là mình sẽ có cái câu chuyện này mình sẽ có được cái mối quan hệ đấy, mình sẽ có được tấm chồng đấy. Bạn vẫn đang không tin nên bạn phải vơ về tất cả các cái cọc đấy để thực sự tạm tin vào cái điều đấy. Nhưng ấy, còn khi mà bạn thực sự mà tin được và bài tin được tất cả những cô gái ở đây quá xinh đẹp, đều quá tài giỏi, bạn sẽ có được cái mối quan hệ đấy bạn sẽ có được cái giấc mơ để bạn sẽ có được cái nhận để bạn sẽ có được cái sunset proposal bạn sẽ có cái đám cưới đấy bạn sẽ có cái điều đấy chỉ là trên cái hành trang đến nước đấy bạn đang trải nghiệm như thế nào mà thôi bạn vẫn đang ngó lơ nó bạn vẫn đang coi nó giống như bài thi là ờ em càng đúng nhiều càng tốt để rồi sau này em đỗ điểm cao để rồi sau này em lấy được cái tấm chồng đấy nhanh nhất rồi đỉnh nhất rồi các thứ nhưng mà sau đấy là cái gì sau cái mối quan hệ đấy là cái gì sau cái nhận đấy là cái gì đừng bị đánh lừa bởi những cái hình ảnh proposal tuyệt vời trên mạng mãi từng bị như thế bởi vì sau đấy cái mối quan hệ này nó là cái gì? Cái hình ảnh cái chiếc nhẫn mà Mai được nhận cầu hôn Tiffany and cầu Giấc mơ rất là nhiều cô gái Vẫn còn đang được coach cũ của mình sử dụng ở trên mạng xã hội Mình không báo cô ấy bỏ xuống Bởi vì sao? Bởi vì cái hình ảnh đấy nó chỉ thể hiện được cái giai đoạn là Cái khoảnh khắc và bạn được 10 trên 10 thôi Còn sau đấy Bạn có tiếp tục thi đỗ tiếp Những cái tầng tiếp theo của cái mối quan hệ không ấy Là chuyện khác Còn điều gì nữa bạn băn khoăn về vấn đề này Để lại bên dưới cho Mai biết nhé